Vâng, sau đây tiếp nối chương trình là một bài hát có tựa đề là Rồi Đó Mới Biết Đau Vì Yêu. Ly ơi, anh muốn hỏi như thế này. Trong bài hát này em có thể tiết lộ cho khán giả biết một chút xíu về về hình thức biểu diễn của bài hát này như thế nào, và cái đạo diễn muốn thể hiện cái hình ảnh của Cẩm Ly như thế nào trong bài hát này? Thể hiện nhân vật chứ không phải thể hiện Cẩm Ly. Bài hát này thì được dàn dựng theo giống như một câu chuyện rất đơn giản thôi. Đó là một cô gái rất là kiêu kỳ, kiêu sa, cô ấy rất là kén chọn trong tình yêu, kén qua kén lại thì rốt cuộc kết quả cuối cùng cô ấy lại ôm đau khổ bởi vì không còn ai hết. Đơn giản thế thôi. Với một nhân vật tính cách như vậy thì anh muốn hỏi là em có khó thể hiện cái tính cách nhân vật đó không? Khó thì cũng không phải khó lắm, nhưng mà bởi vì thật sự ra em không có kiêu kỳ kiêu sa vậy. Cho nên là có nghĩa là Cẩm Ly nói là ngoài đời cuộc sống là Cẩm Ly không hề phải là một người có tính cách kiêu kỳ kiêu sa. Thì tại sao mình thường hỏi Cẩm Ly như vậy? Thì tại vì là Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vi là hôn phu của Cẩm Ly, nhưng mà mình thường thấy là rất ít khi nhạc sĩ Minh Vi xuất hiện trước màn ảnh để khán giả có thể biết mặt. Cẩm Ly có thể đại diện để mà nói lên tại sao lại nhạc sĩ Minh Vi ít khi nào xuất hiện trước màn ảnh, trước ống kính để gặp gỡ các bạn khán giả không? Em nghĩ lẽ câu hỏi này anh Thuận phải hỏi ngay Minh Vi chứ sao hỏi em được. Nhưng mà người ta nói là hai người là một, đã là vợ chồng thì hai người phải là một chứ. Thì chắc tại vì em xuất hiện nhiều quá cho nên là ôi xã em bớt xuất hiện đi cho nó cân bằng. Yêu thương.
sẽ còn vui nhất định.